Hello tất cả các bạn. Bữa nay là mình đọc cái phần là tại vì bữa nay đọc comments thôi, bởi vì trong mình tìm được những cái comments á là của những cái bạn viết rất là hay. Vô trong cái những cái comment mà mình post lên á thì có một người á viết ra là 15 cái văn kiện mà Nguyễn Phú Trọng đã ký vừa rồi khi mà qua bên Trung Quốc họp á. Thì khi mà cái người bạn này viết 15 cái văn kiện này ra thì anh hay là chị gì đó đã bỏ luôn cả cái ý nghĩ của mình vô cái comments luôn, thì mình sẽ đọc ra cho mọi người rồi mọi người chúng ta sẽ ngồi xuống nghiên cứu lại là mình phải đối phó với cái đảng cộng sản nó ác độc, nó tàn bạo như thế nào nha. Chứ nếu mà mình mà không có nghiên cứu là mình hoàn toàn thua đó, là tại vì nó có một cái đảng rất là mạnh mà mình phải chống từ giặc trong giặc ngoài nữa, thành ra bất cứ cái gì mình làm mình cũng phải suy nghĩ thiệt là kỹ, nghiên cứu thiệt là kỹ thì mình mới biết được là mình chống đối với ai. Bây giờ mình đọc cái 15 văn kiện đó trước ha. Vừa rồi Trọng Lú đã ký 15 văn kiện, xin quý vị đọc rồi nghiên cứu. Theo tôi tất cả cùng một mục đích là các ngành chủ đạo kể cả quân đội của hai bên cùng hoạt động với nhau để đúc kết rồi bàn giao trong vài năm nữa như sau. Một, thỏa thuận hợp tác đào tạo cán bộ cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thì cái comment nó sẽ như thế này: làm gì có chuyện con dạy cha hay lòng thờ Tào khi giảng dạy. Thứ hai, bản ghi nhớ hợp tác giữa Ban Kinh tế Trung ương với Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Quốc vụ Viện Trung Quốc. Hai nền kinh tế Trung ương cùng làm việc để 2020 giao cho nó dễ. Ba, biên bản ghi nhớ giữa Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam và Ngân hàng Phát triển Trung Quốc về việc hợp tác, tài trợ dự án và cho vay song phương chung việc dài hạn trong giai đoạn 2017 tới 2019. Hai nền ngân hàng này cùng làm việc để 2020 bàn giao cho nó dễ. 4. Công thư trao đổi về việc hỗ trợ kỹ thuật lập quy hoạch tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, mở đường tăng diện bành bành trướng ra. 5. Tuyên bố tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Trung Quốc đến năm 2025. Hai nền quốc phòng cùng làm việc một mục tiêu. 6. Hiệp định chung hợp tác cửa khẩu biên giới đất liền giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Tổng cục Hải quan Trung Quốc. Tàu khựa sẽ nhập Việt Nam hàng loạt không cần chiếu khen. 7. Phải ghi nhớ giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Tổng cục Giám sát chất lượng kiểm nghiệm kiểm dịch quốc gia Trung Quốc về việc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực hàng rào kỹ thuật thương mại. Kiểm nghiệm kiểm dịch do Trung Quốc quyết định, Việt Nam đâu có làm được gì. 8. Thỏa thuận hợp tác thả giống nuôi trồng nguồn lợi thủy sinh khu vực vịnh Bắc Bộ Việt Nam Trung Quốc. Cùng khai thác thủy sản và tài nguyên vịnh Bắc Bộ là có nghĩa là vô Trung Quốc vô Việt Nam khai thác tài nguyên Việt Nam, chứ Việt Nam cũng không có làm được cái gì hết. 9. Kế hoạch hợp tác du lịch Việt Nam Trung Quốc giai đoạn năm 2017 tới tới 2019. Tụi Trung Quốc vô Việt Nam tự do. 10. Thỏa thuận hợp tác giữa nhà xuất bản chính trị quốc gia Sự thật và nhà xuất bản Nhân dân Trung Quốc giai đoạn 2017 tới 2021. Cùng chung xuất bản tài liệu tiếng Tàu dần dần thay tiếng Việt. 11. Bản ghi nhớ về việc hợp tác làm phim truyền hình chuyên đề Sức lôi cuốn của Việt Nam, Sức lôi cuốn của Trung Quốc giữa Đài truyền hình Việt Nam và Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc. Phim Trung Hoa sẽ dần dần thay thế phim Việt Nam. 12. Thỏa thuận hợp tác giữa Đài Tiếng Nói Việt Nam và Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Phát thanh bằng Hoa ngữ dần dần thay thế tiếng Việt. 13. Bản ghi nhớ về kế hoạch hợp tác giai đoạn 2017-2021 giữa Liên Hiệp, các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hà Nội, hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc. Luôn các đoàn thể ngoại vi cũng bị Tàu quản lý luôn. 14. Bản ghi nhớ hợp tác giữa Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam và Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Trung Quốc. Đặc biệt, Hội Chữ Thập Đỏ phải hợp nhất. Tại sao? Là có nghĩa là nó muốn lấy máu người dân hay là muốn giết người dân nào thì là Trung Quốc quyết định, là tại vì bây giờ mấy cái Hội Chữ Thập Đỏ hay là bất cứ cái hội gì đó nó cũng nhập lại hết rồi. 15. Bản ghi nhớ về hợp tác triển khai viện trợ không hoàn lại
chuyên về lĩnh vực y tế công cộng giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam với Bộ Thương mại Trung Quốc. Thực chất, Tàu chi tiền xây dựng các phương tiện thuận lợi cho sự bành trướng của Trung Quốc thôi. Thì đó là 15 cái bản kia, bản văn kiện mà Nguyễn Phú Trọng đã ký với tụi Trung Quốc lúc mà ngày 12 tháng 10, tháng 1 năm 2017. Thì một người bạn đã post lên và đã comment vô luôn từng phần một. Nhưng mà cùng trong ngày đó luôn thì chúng ta đã thấy được rất là cái sự mà giả mang của Đảng Cộng sản, là một cái tên Nguyễn Phú Trọng đã đi ký văn kiện như vậy. Thì ở trong nước á, có những cái bài viết trên Facebook thì có những cái người có ý kiến vô á, thì mình cảm thấy là cái Đảng Cộng sản nó giả mang như thế nào, mà mình thường thường là mình nghe là mình nói là nó giả mang, nhưng mà mình không biết nó giả mang tới mức độ nào, từ già cho tới trẻ. Nhưng mà trong cái ngày đó thì có một cái người tên á, là cái Facebook tên là Ngô Xuân Thuyết, đã comment vô, khi mà nói chuyện với mọi người á, đã comment vô một cái đề tài, và cái comment của cái người Ngô Xuân Thuyết này như thế này: "Tao sẽ ra tay đàn áp tụi mày, cho tụi mày chết hết. Ai đăng tin về phản động, tao cho an ninh ám sát, biểu tình. Tao dùng xe tăng bắn chết hết ngày, coi thử tụi mày có thắng tao không. Thà Cộng sản tụi tao có chết, nhưng tao cũng cho tụi mày ăn chuối trước đã. Chất nhà bên đó con ạ, tụi tao từ trong rừng ra, sợ gì cái chết. Mang tiếng ác nhiều rồi, giết những thằng muốn giết tao trước cũng chẳng sao." Thì đó là một cái comment của một người tên là Ngô Xuân Thuyết, Facebooker. Thì mình đã vô thử cái Facebook của cái người này. Thì cái người này cái khuôn mặt rất là trẻ, một cái em khoảng chừng 20 cho tới 22 tuổi là cùng thôi. Nhưng mà có những cái lời nói sát mà khát máu như thế này, thì có nghĩa là bây giờ Cộng sản nó là không biết là thành phần nào, nó vẫn là giả mang tàn ác và nó giết dân như vậy đó. Rồi cái comment mà trả lời lại cái comments của cái người Ngô Xuân Thuyết đó thì nói như thế này: "Bắt đầu từ bây giờ chúng ta hãy tập trung vào việc trong và ngoài nước cùng nhau chuẩn bị chu toàn việc tổng xuống đường toàn quốc để giải thể Cộng sản Việt Nam ngày 5 Tây tháng 3. Tránh đừng để dân bị Cộng sản gây tổn thương, và phải nhất quyết thành công. Phải dũng cảm, mạnh dạn và đoàn kết bền vững để tiêu trừ sạch gốc lũ khốn nạn Cộng sản Việt Nam. Đừng để chúng nó có cơ hội kêu viện trợ cầu cúng, nên thẳng tay." Thì đó là hai cái comments mà mình kiếm được cùng cái ngày đó mà khi mà Nguyễn Phú Trọng đăng ký hợp đồng, đăng ký văn kiện ở bên Trung Quốc. Bây giờ mình sẽ đọc lại. Hôm bữa mình đọc cái bài tài liệu mật của Đảng Cộng sản Việt Nam đó, thì mình có đọc 7 cái điểm kiến nghị, nhưng mà bữa đó khi mà đọc cái bài đó, cái đầu óc của mình không có còn hoạt động được nữa. Thì bữa nay mình sẽ đọc lại 7 điểm kiến nghị mà cái người bạn đã gửi vô nghe cho nó rõ ràng hơn. 7 điểm kiến nghị của Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã đưa ra 7 điểm kiến nghị và tiếp tục phát triển quan hệ Việt Trung. 1. Tăng cường định hướng cấp cao, tăng cường tin cậy chính trị. 2. Sâu sắc hợp tác hai đảng, thúc đẩy giao lưu học hỏi lẫn nhau. 3. Sâu sắc hợp tác thiết thực, tăng cường kết nối chiến lược. 4. Mở rộng giao lưu hai quân đội, sâu sắc hợp tác an ninh. 5. Tăng cường giao lưu nhân dân, củng cố nền tảng dân ý. 6. Kiểm soát ổn thỏa bất đồng, thúc đẩy hợp tác trên biển. 7. Tăng cường điều phối quốc tế, giữ gìn lợi ích chung. Nguồn Radio China, ban tiếng Việt. Thì những 7 cái kiến nghị này cộng với cái 15 văn kiện mà Nguyễn Phú Trọng vừa mới ký, thì những cái anh chị em, những cái nhóm mà dân chủ đứng lên, có những cái người lãnh đạo á, trước khi mà hành động phải tìm hiểu thật kỹ 7 cái kiến nghị này cộng với 15 văn kiện khi mà Nguyễn Phú Trọng mới ký. Đồng thời trong tay mình bữa hổm đọc cái bài tài liệu mật của Đảng Cộng sản á, ra thì mình có rất là nhiều cái comment nhận được, nhưng mà một cái mà mình buồn nhất, là thất vọng nhất, là không có ai comment vô là nghiên cứu cái tài liệu này như thế nào để góp ý cho những bạn nhỏ, những sinh viên, học sinh, những nhà trí thức ở trong đó hiểu được là cái tội ác của Đảng Cộng sản nó đối với người dân như thế nào, nó coi người dân mình là kẻ thù mà để nó cai trị. Nhưng mà mình á, muốn chống đối một cái đảng phái nào hay là một cái gì đó, mình phải biết được là nó mạnh như thế nào, nó tàn ác như thế nào để mà mình mới đối phó được nó. Nhưng mà mình chưa có thấy cái comments nào vô nói là giải thích cho những em nhỏ, những cái gì cho mấy em nhỏ biết là mình đứng lên, mình chống đối cái gì, mình làm cái gì. Thì mong là mọi người nào đã từng nghiên cứu qua, in ra cái bản
cái bạn đó, rồi mình sẽ đợi dịp khác mình sẽ giống như mình phân tích cho rõ ràng để cho mọi người thấy được là cái con đường mình đi nó phải đủ mạnh, đủ lớn để mà mình đánh trả lại. Nhất định mình đánh trả lại là mình phải thắng, nhưng mà mình phải hiểu được cái kẻ địch của mình là ai, nó mạnh cỡ nào, nó có bao, nó có cái gì thì mình mới đánh lại được. Chứ mình không có khơi, không phải là cứ hứng hứng khơi khơi là cứ nhào ra đánh với người ta là mình hoàn toàn sẽ bị thua. Thì trong tay mình hiện tại có hai tập tài liệu, một tập tài liệu là tài liệu tối mật của Đảng Cộng sản Trung Quốc và tập tài liệu tối mật của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì mình sẽ nghiên cứu hai cái tài liệu này rồi mình sẽ có dịp gặp lại các bạn để mà mình bàn luận với nhau, để mà mọi người ai mà có cái idea hay là cái ý kiến nào á để giải thích cho các bạn trẻ sinh viên là tại sao là mình phải đứng lên, mà mình đứng lên mình chống đối cái gì, thì mọi người làm ơn hãy viết những cái comments của mình ra. Mình không có sợ phải người khác biết đâu, mình viết comment mình ra thì người khác, cái người những cái leadership ở bên Việt Nam á, họ sẽ hiểu được hơn, nhiều nhiều ý kiến hơn, thì họ sẽ cái con đường họ đi nó sẽ rõ ràng hơn và chính xác hơn. Thì mọi người chúng ta hãy cùng nhau nên viết những cái ý nghĩa của mình ra khi mà cái đọc những cái đó bị gì á, mình khi mà mình đọc cái tài liệu này á, tuy là mình đọc không có giỏi lắm nhưng mà đọc bằng mắt thì nó rất là dễ, nhưng mà đọc bằng miệng nó ra nó rất là khó, là tại vì đã rất là nhiều năm rồi mình không có đọc tiếng Việt, đã hơn 25 năm rồi không có đọc tiếng Việt gì, chỉ có đọc tiếng Việt sau này thôi. Thì nó rất là khó, thành ra xin lỗi nha. Thì mình muốn là mọi người phải in cái tập tài liệu này ra, rồi những cái leadership, những cái nhóm, các bạn, các em học sinh, các nhà trí thức ở bên Việt Nam á, ngồi tụm nhóm lại, một cái nhóm khoảng 5 người, 6 người thôi, không có cần nhiều đâu. Nhiều lúc như chơi rồi bắt đầu mới ngồi xuống phân tích từng phần một là tại sao Đảng Cộng sản Việt Nam nó dùng những cái này, nó đàn áp người dân của mình mà nó đã đứng vững trên, nó dùng như vậy, nó cái công thức mà nó dùng như vậy, nó đã nắm vững được người dân mình, nó là miền Nam là đã hơn 41 năm, miền Bắc cho tới bây giờ là đã gần 80 năm. Thành ra mọi người biết là tại sao nó thành công mà tại sao nó vẫn vững trên cái ghế hiện tại bây giờ, thì mình phải nghiên cứu thật là kỹ thì mình mới hiểu. Tại vì nó hiểu người dân rất là rõ, nhưng mà hiện tại mình, người dân không có hiểu cái Đảng Cộng sản nó đang suy nghĩ cái gì hay nó đang tính toán cái gì, mình hoàn toàn không biết. Thành ra con đường của mình đi sẽ rất là khó. Thành ra nếu mà chúng ta ngồi lại bàn luận và nghiên cứu thiệt là kỹ cái con đường nó đi để mình đánh trả lại cái con đường đó, mà mình phải mạnh hơn nó thì mình mới thắng được nó, bằng không là mình không có, mình vẫn là thua. Thành ra trước khi mà mình làm việc, mình yêu cầu mọi người phải nghiên cứu thật kỹ rồi lập ra một cái kế hoạch, giống như mình outline ra những cái gì mà mình muốn làm á, mình đi theo từng bước rồi mình so sánh lại coi nó ác độc tới mức độ nào, nó tàn bạo như thế nào đối với người dân của mình, thì lúc đó mình mới đứng lên làm việc được. Chứ bằng không mà cứ hứng hứng ra là làm là coi như là mình không có đánh lại nó đâu, bị nó có một cái đảng phái mấy triệu người lận, một cái đảng gì mà nó có quân đội rồi nó có công an, nó có bộ đội nữa, mà người dân của mình không có nghiên cứu kỹ là mình sẽ thua. Thì đó là cái ý kiến của mình. Tôi đã đăng tài liệu của bạn, rất vui đã được nhiều người quan tâm và chia sẻ, thật đáng mừng. Dạ cảm ơn. Nhưng mà không có thấy ai comment vô. Thiết thực nhất là cái suy nghĩ của mình như thế nào để cho những cái bạn trẻ Việt Nam có một cái ý thức rõ hơn là mình chống đối, mình chống tại sao, mình chống đối bị gì. Hiện tại sinh viên Việt Nam ở bên Việt Nam rất là mơ hồ, họ muốn tìm hiểu hơn nhưng mà họ không có cái người nào dẫn đường cho họ để mà họ tìm hiểu rõ ràng. Họ có rất là nhiều sức mạnh để đứng lên, tại vì Đảng Cộng sản Việt Nam nó sợ nhất ai, sợ nhất là sự đứng lên của sinh viên học sinh ngày hôm nay ở bên Việt Nam với lại những cái trí thức. Thì họ cần phải có một cái sự giải thích ra tại sao, nhưng mà họ rất là mơ hồ, họ chưa có hiểu hoàn toàn. Thành ra mình phải giải thích ra cho mọi người biết là tại sao mà mình kêu gọi. Nếu mà mình kêu gọi thì những cái em học sinh đó, tại sao tôi phải đi biểu tình cho cái gì, Đảng Cộng sản nó vẫn ngồi đó thôi. Thì mình phải giải thích cho mấy em đó hiểu, thì mấy em nó mới có cái lòng yêu nước, cái lòng mà đứng lên nó càng mạnh mẽ, thì chúng ta mới thành công. Thì xin mọi người hãy comment và viết những cái ý nghĩ của mình ra cho mọi người cùng nghiên cứu với nhau. Thì mình cũng sẽ đọc lại hai cái bài này
Rồi mình sẽ so sánh với nhau. Nhưng mà cái bài của tụi tụi Trung Quốc á, tài liệu tối mật của tụi Trung Quốc mình không có đọc ra đâu nha. Mình chỉ so sánh với nhau để mà mình kiếm coi là nó ác độc như thế nào, nó đã trong cái bài này nó ghi á, là nó đã đàn áp tụi dân ở bên Tây Tạng như thế nào nữa. Nó dùng cái gì để nó đàn áp mà nó trấn áp được dân Tây Tạng. Thì mình chỉ so sánh với nhau thôi. Thì đó là lời gửi tới các bạn. Không có cái leader hả? Thì bây giờ mình nghiên cứu kỹ đi, mình cứ nhóm group của mình lại khoảng 5-6 người thôi, rồi cầm cái bài này ra highlight ra những cái điểm nào mà mình thấy mình cần phải tìm hiểu thêm để mà mình tin mà mình mới làm được. Hiện tại bây giờ là thấy bao nhiêu comments lên toàn là nói cái gì đâu không, mà không có nói vô trọng tâm là cái bài này nó như thế nào để mà mọi người nghiên cứu rõ hơn, bị gì nó đã dùng những cái chiêu thức này mà nó nắm vững người dân Việt Nam ngày hôm nay, mà nó nắm cái đảng nó vững tới ngày hôm nay. Thì mọi người chúng ta phải nghiên cứu là mình đã thua nó từ chỗ nào, mình đã bị nó lợi dụng từ lúc chỗ nào, và mình đã bị nó cai trị từ lúc nào. Thì đó là lời cái ý kiến của mình. Thì mọi người cứ comment vô. Hello, tôi yêu Việt Nam Cộng Hòa. Hello. Mình phải comment show để cho mọi người đều hiểu được, bởi vì hiện tại bây giờ mình vẫn thấy những cái em những cái bạn trẻ sinh viên học sinh á vẫn còn rất mơ hồ, mặc dù đọc rồi, ô đọc rồi thấy sợ quá, nhưng mà chẳng biết sợ cái gì, chẳng biết phải cần có người giải thích ra và để cho mấy em càng hiểu rõ hơn. Nó trả tiền rất nhiều cho công an, an ninh, quân đội để bảo vệ đảng hả Lam Nguyễn? Thì cái tiền, những cái tiền mà nó trả được là cũng là từ người dân ra đó, nó lấy tiền thuế của dân rồi nó đi mượn nợ của những cái nước kế bên, rồi xong nó bắt người dân phải trả nợ bằng cái những cái thuế rất là cao. Thành ra mình phải nghiên cứu thật là rõ là tại sao nó dùng thuế của mình làm cái gì, mà tại sao nó đánh đập mình nó vẫn có lương. Thì cái đó là cũng là một cái sự nghiên cứu đó. Thì xin gửi tới các bạn một ngày thật là an lành. Chúc các bạn, thì xin chào các bạn. Không biết tại sao thì nó bị cắt nữa chừng.